hai bên đường bà con đứng lại khá là đông luôn quý vị ha. Rồi thì tập thể dục, rồi đứng lại hóng gió, xem, chụp hình, check in. Còn có người thì đậu xe lên luôn để mà bán buôn nước giải khát, các món ăn vặt. Theo mình nghĩ là đậu như vậy khá là nguy hiểm đó quý vị. Tại vì khi người này đậu được, đổ được thì người khác đổ, mà càng ngày càng nhiều người cùng đổ lại thì sẽ gây ảnh hưởng về cái luồng giao thông, nó không được lưu thông đó quý vị. Lúc đó thì bên cảnh sát giao thông phải đến để mà điều tiết nữa. Trời gặp đòn lân luôn, quay cho quý vị xem ha. Rồi các bạn nghỉ mệt rồi quý vị. Không. Đây là con gì? Con lợi. Con này tu luyện lắm mới được. Con này cả chục năm có rồi. Nguyên bộ luôn. Con bị quắc quay à. Con bữa lục xích kỳ quắc quay. Biết không? Biết không? Biết. Quay cho biết con vậy thôi, biết cho quay. Lục xích kỳ quắc quay. Chim nó lại kìa. Ôi chim nó sụp sình nhảy nó ngoan. À, bật ngửa ha. Đứng tìm luôn. Đó là chiêu gì? Hả? Đồ hành tới 15 giờ. Cái gì mà bập vậy đó, kêu bẩn vậy? Bập. Bập canh tây à? Ở bữa nay quay cho quý vị xem giải trí nha. Hôm rày mình coi tin tức thời sự à. Múa lân sư gồng. Cái gì trời, chú chổng làm gì vậy? Chú chổng làm gì vậy cơ? Vô chổng đẻ hả? Trời ơi. Chua vô hang đẻ nè. Còn bên đây thì tập nhảy nhảy chành. Lại nói chuyện với sư tử à. Sư tử buồn ngủ hả dạ? Hả? Nghe thử. Mở miệng coi, sư tử buồn ngủ nha. Rung rồi, rung hàm rồi.
sư tử, chú sư tử. Chú sư tử là bị sập mí rồi. Đấy là bú vậy. À, thường thường thì mình tập luyện, mình tập luyện mình sẽ đem lân cũ, đồ cũ, trống cũ ra tập cho dễ mọi người ha. Đều mới để mình đi múa múa khai trương, mình đi múa những cái sự kiện. À. Ăn cơm chưa? Ông sư tử chưa ăn cơm nè, đói bụng gì? Ngập camera thì không vui chứ trời. Đúng không con? Đúng. Rồi rồi rồi. Để cho chú ăn. Rồi cảm ơn. Bạn nữ hả? Dạng giống của mình bạn nữ hả?
Rồi tiếp tục là tiết mục Song Sư.